Rồi, em chào cả nhà nha. Hiện tại thì cái video hôm nay em làm một cái chủ đề rất là hot. Và nhiều khi có nhiều anh chị mới chơi á, mình chưa biết thì hôm nay em sẽ thì anh chị mình đó là một giò lăn kiếm. Hiện tại em đang ở Bến Tre. Thì lăn kiếm á, mình kích bông như thế nào? Thì chủ đề hôm nay em làm là chủ đề kích hoa cho lăn kiếm nha anh chị. Thì lăn kiếm kiếm thì giống như là một địa lan nha anh chị. Mình kích hoa thì mình kích không phải kích bằng lân mà nó ra nha anh chị. Lân cũng là một phần nhưng mà nó cái yếu tố quan trọng là kali. Thì đây là cái giò lăn kiếm em kích cách đây khoảng một tháng thì nó ra rất là nhiều bông anh chị. Bông này lần thứ tư nó ra hoa rồi đó. Thì em cũng chỉ phun có 2 lần thôi chứ không phun nhiều đó. Đây là một giò lăn kiếm anh chị em mình tham khảo ha. Đây là hoa gần tàn của nó nè, rất là nhiều nha nha anh chị ha. Rất là nhiều hoa bên bên kia nữa nhưng mà bên kia thì nó tàn rồi. Thì bên là thằng ông này là mới nhất thì em sẽ quay giới thiệu anh chị. Thì với phân là 6-30-30 Rotlet B1 nha anh chị nha. Mình phun liều lượng là 2 gram 2 gram 6-30-30 cộng với 1 C Rotlet, 1 C B1 nha anh chị. Một lần. Rồi lần sau mình phun là 13046 nha anh chị. 13046 thì phân có kali cao nó mới ra nổi nha anh chị. Còn phân 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 mà có lân thì không bao giờ ra, khó ra lắm nha anh chị. Đó. Bên sau mình phun 13046 cũng rất lát V1 luôn anh chị. Rồi sau đó mình quay lại 630 30 với sữa thái mình dưỡng hoa nha anh chị. Đó. Thì của em làm về cơ bản thì nó vậy, thì nó ra hoa như vậy thì em chia sẻ lại anh chị mình nha. Thôi thì video em cũng quay tới đây thôi, em kết thúc, em chúc anh chị mình thành công nha anh chị. Kiếm cũng không khó ra hoa đâu chị nha. Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị mình đã xem video nha. Em chúc anh chị mình nhớ đăng ký kênh giúp em nha anh chị. Em cảm ơn.